chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình ô tô Bika TV và hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin hấp dẫn có trong ngày. Đẩy hàng tồn Honda Accord giảm giá đại lý cả 100 triệu đồng. Thế hệ 10 của Honda Accord đã chính thức ra mắt khách Việt tại triển lãm ô tô Việt Nam vào hồi tháng 10 năm 2019. Là đại diện duy nhất của Honda Việt Nam trong phân khúc hạng D, Honda Accord được kỳ vọng làm nên chuyện tại thị trường Việt. Tuy nhiên, với mức giá bán đắt đỏ nhất phân khúc, cho đến nay mẫu xe này đang chật vật để tìm chỗ đứng trên thị trường. Trước tình hình kinh doanh ế ẩm, việc xe Honda Accord tồn kho không bán được là điều tất yếu. Mới đây, nhiều đại lý áp dụng mức ưu đãi từ 100 đến 170 triệu đồng dành cho khách mua xe Accord. Thậm chí một vài đại lý giảm kỷ lục lên đến 230 triệu để đẩy nhanh hàng tồn. Tùy chính sách riêng từng đại lý, ưu đãi có thể bao gồm cả giảm tiền mặt trực tiếp và phụ kiện chính hãng. Hầu hết xe thuộc đời 2019, xe thuộc đời 2020 cũng có, nhưng mức giảm nhẹ nhàng hơn. Sau khuyến mãi, giá bán Honda Accord từ 1,319 tỷ đồng chỉ còn từ 1,1 tỷ đồng, thấp hơn một chút so với bản cao cấp nhất của Toyota Camry 2020. Khách Việt giờ đây có nhiều lựa chọn hơn nếu có nhu cầu mua sedan hạng D trong tầm giá 1,1 đến 1,2 tỷ. Được định vị cho phân khúc sedan hạng D, Honda Accord phải cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Camry, Kia Optima và Mazda 6. Mẫu xe này hiện có tình hình kinh doanh bết bát nhất phân khúc khi mà tổng 10 tháng của năm 2020 chỉ có 204 xe được giao tới khách hàng, tức là trung bình vỏn vẹn 20 xe một tháng. Trong bối cảnh thị trường Việt đang dần không còn ưa chuộng sedan hạng D, Honda Accord có lẽ khó giành được ưu ái của khách Việt nếu nhà sản xuất vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết như hiện tại. Bên cạnh đó, xu hướng chuyển sang sử dụng mẫu xe gầm cao cũng khiến những chiếc sedan hạng D không còn sức hút với người tiêu dùng. Theo báo cáo doanh số VAMA, tổng doanh số bán của 4 mẫu sedan hạng D nổi bật nhất tại thị trường Việt Nam trong tháng 10 năm 2020 chỉ đạt 924 xe, thấp hơn nhiều so với Tân Binh, Kia Seltos hay là Toyota Corolla Cross mới ra mắt. Hiện nay thì Honda Accord 2020 đang được bán tại Việt Nam với duy nhất một phiên bản sử dụng động cơ 1,5 lít DOHC VTEC Turbo với hệ thống phun xăng trực tiếp cho công suất cực đại 188 mã lực tại 5.500 vòng một phút. Và mô men xoắn cực đại 260 Nm tại 1.600 đến 5.000 vòng một phút. Hộp số trên xe thuộc loại CVT, ứng dụng công nghệ Earth Dreams. Mức tiêu thụ nhiên liệu trong chu trình tổ hợp là 6,2 lít trên 100 km. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn cập nhật nhanh nhất những thông tin hấp dẫn nhất về thị trường ô tô đến từ Bika TV nhé.